Xin chào mọi người, mình học khóa học ghi nhớ y khoa chuyên sâu. Nay mình vừa tổng hợp hội chứng cơ sinh bằng phương pháp tổng hợp mà mình đã được học, bao gồm những nội dung như sau. Đầu tiên đó là về định nghĩa. Hội chứng cơ sinh là một rối loạn sản xuất hormone vỏ thượng thận gây tăng mãn tính của glucocorticoid không kìm hãm. Về cơ chế bệnh sinh thì bao gồm đó là bệnh cơ sinh, u tuyến thượng thận và hội chứng tiết ACTH ngoại sinh. Bình thường, vùng dưới đồi sẽ tiết ra CRF làm kích thích tuyến yên tiết ra ACTH. ACTH sẽ tác động lên vỏ thượng thận tiết cortisol. Nếu cortisol tăng quá cao thì sẽ feedback âm ngược trở lại vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết ACTH dẫn đến giảm cortisol. Tuy nhiên, ở trong bệnh cấp sinh, do tăng tiết ACTH quá mức dẫn đến tăng cortisol. Tuy nhiên, cortisol tăng nhưng mà ACTH vẫn tiết. Về u tuyến thượng thận, do tăng cortisol tự tác dẫn đến tuyến yên bị ức chế và giảm tiết ACTH dẫn đến tuyến thượng thận bên bình thường bị teo. Về hội chứng tiết ACTH ngoại sinh là do u ngoài tuyến yên tổng hợp và bài tiết ACTH có đặc tính sinh học như là carcinom tế bào nhỏ ở phổi, u tuyến ức, u ruột hay u tụy. Về phân loại, ta sẽ có 3 loại. Đầu tiên là hội chứng cơ sinh do thuốc. Đây là nguyên nhân thường gặp nhất do điều trị quá liều hay kéo dài cortisol. Hội chứng cơ sinh phụ thuộc ACTH. Do tiết ACTH dẫn đến tăng sản vùng bó và vùng lưới, tăng tiết cortisol và androgen bao gồm bệnh cấp sinh và u không thuộc tuyến yên. Cuối cùng là hội chứng cấp sinh không phụ thuộc ACTH là do tuyến thượng thận tăng tiết glucocorticoid quá mức gây ức chế tiết ACTH của tuyến yên. Tiếp theo đến là khám triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân. Đầu tiên là nhìn về toàn thân sẽ thấy thay đổi hình thể và thay đổi da. Thay đổi hình thể là tăng mỡ mặt, mặt tròn như mặt trăng, tăng mỡ ở vùng xương đòn hay là vùng gáy gây dấu hiệu cổ áo hay là lưng trâu, tăng tụ mỡ ở vùng da bụng gây béo trung tâm. Về thay đổi da thì có da mỏng, má đỏ là do teo lớp thượng bì và tổ chức dưới da kết hợp với hiện tượng giãn mạch dưới da. Ngoài ra thì có dạng da ở bụng màu đỏ tím rộng 0,5 đến 2 cm và vết thương khó liền. Cùng với đó thì có tăng huyết áp, teo cơ ở tay chân hay là loãng xương, xẹp đốt sống, gây xương bệnh lý. Ngoài ra thì còn có rộng lông nhiều mụn trứng cá là do tăng tiết androgen thường ở những vị trí như là mặt, bụng, ngực, vú, tóc. Tiếp theo là rối loạn sinh dục. Ở nữ thì mất kinh, rối loạn kinh nguyệt dẫn đến vô sinh. Ở nam thì giảm khả năng tình dục, tinh hoàn mềm và vú to. Sau khi đã khám lâm sàng thì chúng ta sẽ làm một số cận lâm sàng để chẩn đoán xác định bao gồm có xét nghiệm đặc hiệu và xét nghiệm máu. Xét nghiệm đặc hiệu bao gồm định lượng cortisol máu lúc 8 giờ và 20 giờ. Bình thường thì cortisol máu lúc 8 giờ là 120 đến 620 nanomol trên lít và 20 giờ là 90 đến 460 nanomol trên lít. Cortisol tăng và rối loạn nhịp tiết. Làm thêm một số nghiệm pháp như nghiệm pháp ức chế dexamethasone liều thấp trong 2 ngày, ngày thứ 2 và ngày thứ 3 cho bệnh nhân uống dexamethasone 0,5 mg mỗi 6 giờ, không ức chế được gặp trong hội chứng cấp sinh. Nghiệm pháp ức chế bằng 1 mg dexamethasone qua đêm, uống 1 mg dexamethasone vào lúc 23 giờ nếu cortisol máu 8 giờ tăng trên 5 microgram trên deciliter thì gặp trong hội chứng cấp sinh. Nghiệm pháp ức chế dexamethasone liều cao, bệnh nhân uống 2 mg dexamethasone mỗi 6 giờ trong 2 ngày,
cortisol giảm trên 50% sẽ gặp trong bệnh cất sinh. Cuối cùng là nghiệm pháp ức chế dexamethasone liều cao qua đêm. Ngoài các xét nghiệm đặc hiệu thì còn có xét nghiệm máu, siêu âm tuyến thượng thận, cắt lớp vi tính sọ não và cắt lớp vi tính tuyến thượng thận. Về chẩn đoán xác định, về lâm sàng, tiêu chuẩn Aaron năm 1987, toàn thân thì thay đổi hình thể, tăng cân, tăng huyết áp, da và tổ chức liên quan thì là mặt tròn đỏ, rạn da, rợn lông, trứng cá, thâm tím da, cơ xương thì yếu cơ, teo cơ, mệt mỏi, loãng xương, sinh dục thì rối loạn kinh nguyệt, mất kinh, tâm thần thì có trầm cảm, thay đổi tính cách, rối loạn chuyển hóa như là đái tháo đường hay là sỏi thận. Xét nghiệm đặc hiệu, định lượng cortisol máu tăng cao, mất nhịp ngày đêm, định lượng cortisol niệu, nghiệm pháp ức chế dexamethasone liều thấp không ức chế được. Về chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán phân biệt với hội chứng cốt sinh do thuốc, nghiện rượu, béo phì hay là phụ nữ có thai. Về một số biến chứng thường gặp trong hội chứng cốt sinh bao gồm nhiễm trùng, nhiễm nấm, gãy xương, sập đốt sống, giảm thị lực, mù, sạm da. Trên đây là bài tổng hợp của mình về hội chứng cốt sinh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu có điều gì thiếu hoặc sai sót, mong mọi người góp ý. Cảm ơn mọi người rất nhiều.